Anh muốn ăn đậu à? Gì gì đây? Hử? Gì? Đây. Gì ơi? Muốn ăn đậu á? Ăn đậu á? Đây chị nấu nhé. Mở ra muốn ăn đậu à? Nào chị bế. Bế đi. Ra đậu ra ăn nhé. Rửa đã, rửa xong thì nóng lên. Rửa xong nấu lên thì ăn được, không ăn được luôn đâu. Sống quá được đâu. Bỏ đi. Sống đi ơi.
mẹ. Mẹ chơi. Chờ nó chín đã. Nước sôi mới ăn được. Nồi đi chạy đậu đi. Thích ăn đậu à? Chạy xỉ. Chờ nước nó sôi ạ. Ừ, nó sôi rồi kìa. Khói rồi kìa. Khói rồi kìa. Ý, tắm đấy. Mày ngồi ra đây này. Ngồi trên đây chờ. Chị nói mày ăn được không? Mày mày ngủ ngon không? Mày đánh đàn hay thế. Nước sôi rồi kìa. Thế mày đừng 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 đừng. Ngồi đây thôi, nước sôi nóng đấy, bỏng đấy. Mày bị đánh đàn hay thế. Giỏi chứ. Bắt khói à? Bắt khói à? Bắt khói đi. Bắt khói. Bắt khói á? Bắt làm sao được? Tìm gì cho mình á? Không gì đâu. Cái gì đang mà tìm? Ở đây cũng không bỏ. Ừ. Bắt khói tiếp anh. Tìm cái gì trên này? Tìm cái gì? Ngồi xuống nhé. Ngồi xuống, trên này không có gì để tìm đâu. Ngồi xuống đây này. Trên này có gì tìm đâu. Sôi rồi này. Wow, đẹp chưa? Đi ngồi ra ghế đi, bỏng đấy. Ngồi đây nha con. Đẹp chưa? À, khói nha. Tắt khói á. Chị đi ra kia ngồi đi, ngồi chờ xíu. Chắc chị rồi đấy, để chị lấy đồ ra chị gắp cho xong. Đi ngồi đây đi, ngồi đây chờ chị lấy đồ ra gắp. Ngồi xuống nhé. Ô, Bibi đi đâu rồi nhỉ? Bibi ơi, lên lầu kìa. Ý, gì đây? Ừ? Gì? Tiêm ba xuống. Xuống dưới, nhá. Nhá. Ừ, đấy. Làm thế mà đấy. Đi nào. Hả? Ừ. Đi đi đi. Nào đi đi. Nào. Đi đi. Ừ. Nào. 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 Nào.
Cái gì vậy? Ơi. Gì ơi? Viên này trong miệng á, miệng vướng đây nhá. Đây miệng này, đây này, đây miệng này này. Ăn đi, ăn đi. Úi giời, ăn đi. Ăn đi. Ăn miệng này. Đây miệng. Ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Xô bánh vỏ
cả các loại vỏ đi đều không ăn. Mình chọn đi. Ngon không? Ngon không? Hả? Ngon không? Ngon không đi? Ngon không? Ừ? Vừa đấy, ăn nốt cho này. Hết rồi. Được rồi, được rồi. Để vỏ, để vỏ đây. Để vỏ đây. Ăn thịt đấy nhá. Nhiều. Để vỏ đây nhá.